Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh youtube của Đồng Hồ Quang Lâm Và ngày hôm nay bên em có về với các bác một mẫu đồng hồ nữ của thương hiệu Oren Đây là một chiếc Oren nội địa các bác nhé, nội địa Nhật Đi kèm các bác sẽ có một uh, chiếc hộp bảo quản kèm với đó là Một chiếc Oren chạy bằng năng lượng ánh sáng, các bác sẽ không cần phải thay pin cho chiếc này Và chiếc này nó sẽ có kính sapphire nữa Với một mức giá là 2 triệu 450 nghìn trong này chúng ta sẽ có ở đây là một quyển sổ bảo hành quốc tế đây trên này được bảo hành quốc tế 1 năm các bạn nhé Và bảo hành của đồng hồ con lâm thêm 1 năm nữa là 2 năm Cái siêu nó vẫn còn hàng trưng bày các bạn Nhưng mà nó hơi vướng Em sẽ xin phép được Tháo tạm cái siêu ra để nhìn cho nó đỡ vướng các bạn nhé Tình trạng của chúng ta là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng còn uh, mới. Tuột siêu thôi. Đây nó vẫn còn cái... Uh, Đó các bác. Bỏ cái này ra. Và đóng cái núm này lại thì đồng hồ nó sẽ bắt đầu chạy. Rồi. Bạn này các bác có thể check cái mã tham khảo của chiếc này là Oren. À, SWG02003Z0 tình trạng làm mới các bác nhé và chúng ta sẽ có sai mặt đường kính ở đây là khoảng 24,6 kèm với độ dày là dày 7,9 mm lắc của chiếc này là 30,9 và với xe này nó sẽ phù hợp với các bác mà có các chị em mà có cổ tay nhỏ tay tầm khoảng à, từ 14 trở xuống là khoảng dưới 50 cân là đeo rất đẹp dưới 45 cân Mặt đeo của chiếc này có màu hồng và các bác sẽ có 12 bộ cọc số là dạng cọc số hỗn hợp với 62 là cọc số la mã còn các ô cọc còn lại là dạng cọc index và bộ kim là bộ kim thủng. Đó, tất cả kim cọc được mạ PVD màu màu vàng hồng các bác nhé. Đây ở lớp 62 nó có thêm một cái lớp nhũ hồng nữa. Đó, khá là điệu. Và logo ở góc 12 giờ, lịch ngày ở góc 3 giờ. với nền trắng chữ đen. Đây là biểu tượng của dòng IO là biểu tượng của dòng này và Japan kèm với tên bộ máy WC02, một bộ máy chạy bằng năng lượng ánh sáng không cần phải thay pin. Đó. Trên này được trang bị kính sapphire và chúng ta sẽ có thông số mặt sau như sau. Đây có tem xuất xưởng này, Light Changer là cái dòng sử dụng pin năng lượng ánh sáng, nhận cả ánh sáng bóng đèn và ánh sáng mặt trời các bạn nhé chống nước 53 tương đương với 50 m và hoàn toàn là bằng thép không dị này. WG02 à D2 là mã của cái uh, bộ máy Made in Japan, phiên bản Nhật nội địa Epson là công ty mẹ của Oren. Đầy đủ tem xuất xưởng. Khung vỏ thép không dị dây thép đúc đặc. Và dây của nó thì uh, ở cái phần uh, các cái điểm chạm nó sẽ có một chút đề mi vàng như thế này, vàng hồng. Đó, khá là đẹp. Và em sẽ lên thử tay 17 cho các bác Thó nhỏ nhỏ xinh xinh Cho các chị em tay nhỏ Hoặc các bạn nữ tay nhỏ nhỏ Đeo chiếc này tay mà trắng trắng thì đeo rất đẹp này các bạn Màu nó hơi hường hường cũng khá là dễ chịu Và nữ tính Và hiện tại đồng hồ Quang Lâm đang có chiếc này với mức giá là 2 triệu 450 nghìn, mã là 1900. Các bác mà quan tâm và yêu thích muốn mua làm quà tặng hoặc mua để sử dụng các bác có thể truy cập vào website đồ quan com Tại ô tỷ kiếm các bác check dùng cái mã 1900 giá của nó là 2 triệu 450 nghìn Đó Hoặc là các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo các cái đầu số là 1900 này 3468 Hoặc là số 0915 559 883 hoặc 0834 69 6699 Và đồ quan lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và xin được hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo